Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 10 tháng 10 năm 2021 trên kênh PhoNui TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn và gia đình có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 10 tháng 10 tiếp tục tăng cao và vượt mốc 85.000 đồng 1 kg. Theo thống kê, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Trung Quốc từ Indonesia giảm 21,3% xuống còn 5.202.000 tấn trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự thì sản lượng tiêu của Việt Nam cũng đã giảm đi 41,2% xuống còn 2.594 tấn. Trong số các thị trường cung cấp hạt tiêu chính cho thị trường Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm, hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này ghi nhận mức tăng cao khi tăng tới 57,4% so với cùng kỳ, đạt bình quân là 3.438 USD trên tấn. Tương tự, lượng hạt tiêu nhập khẩu của Trung Quốc từ Indonesia cũng tăng 18,2% trong 7 tháng đầu năm lên 3.458 USD trên tấn. Từ Brazil tăng 42,1% lên mức là 3.215 USD trên tấn và từ Malaysia thì tăng 10% lên 3.688 USD trên tấn. Với thị trường hồ tiêu trong nước, sáng nay giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg tại các khu vực trồng tiêu trọng điểm so với phiên giao dịch trước, và đây cũng là phiên tăng giá liên tiếp trong tuần này. Nguyên nhân do các đơn vị xuất khẩu đẩy mạnh gom hàng. Cũng theo phản ánh của một số thành viên trên diễn đàn hồ tiêu, có nhiều địa phương còn bán giá cao hơn giá tham khảo trên mạng và đã vượt mốc 85.000 đồng 1 kg. Theo nhận định, biến đổi khí hậu đã khiến cho sản lượng hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil và Indonesia giảm mạnh, tạo cơ hội cho giá tiêu tiếp tục đà tăng trong những tháng cuối năm. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, mức giá được thu mua trong khoảng từ 83.000 tới 86.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 84.500 đồng 1 kg, tăng thêm 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước. Cùng với đó là tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu cũng tăng thêm 1.000 đồng và thu mua ở mức là 83.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mức giá được thu mua cao nhất là 86.500 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu đạt mức là 85.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua ở mức là 83.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khu vực Tây Nguyên đang có mưa lớn kéo dài. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương vẫn diễn biến phức tạp. Các tỉnh như Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông đều có số ca mắc COVID-19 mới. Tình hình trên đang gây áp lực buộc các địa phương Tây Nguyên phải tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó việc di chuyển, tiếp xúc đông người. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc giao thương, thu gom hàng của các đại lý, thương lái. Tuy nhiên hiện nay, sức mua vẫn lớn do các đơn hàng quý 4 tăng mạnh và đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm. Giá hồ tiêu tăng mạnh, nguyên nhân cũng do giá hồ tiêu xuất khẩu tính từ đầu tháng đến nay đã tăng 100 USD trên tấn. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày mùng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.